Kiwi xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chuyên mục Kể chuyện con nghe của kênh Học mãi tiểu học. Các bạn hãy đăng ký kênh để lắng nghe những câu chuyện lý thú. Hôm nay, Kiwi sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Ăn mầm đá. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Tương truyền vào thời vua Lê, chúa Trịnh, có ông Trạng Quỳnh là người rất thông minh. Trạng thường dùng lối nói hài hước hoặc những cách độc đáo để châm biếm thói xấu của vua chúa, quan lại và bênh vực dân lành. Một hôm, Trạng túc trực trong phủ chúa. Chúa bảo: "Ta ăn đủ của ngon vật lạ trên đời mà vẫn không thấy ngon miệng. Ngươi có biết thứ gì ngon thì mách cho ta." Trạng bẩm: "Chúa đã xơi mầm đá chưa ạ?" Nghe có món lạ, chúa bèn sai Trạng dâng lên. Trạng Quỳnh cho người đi lấy đá đem về ninh, còn mình thì về nhà kiếm một lọ tương thật ngon đem giấu trong phủ chúa. Tương được bịt thật kỹ, ngoài đề hai chữ Đại Phong. Bữa ấy, chúa đợi món mầm đá đã quá bữa, thấy đói bụng bèn hỏi: "Mầm đá đã chín chưa?" Trạng đáp: "Dạ, chưa ạ." Chốc chốc, đói quá, chúa lại hỏi, Trạng lại tâu: "Thứ ấy phải ninh thật kỹ, không thì khó tiêu." Đã khuya, chúa lại hỏi. Trạng Quỳnh biết chúa đã đói lả mới tâu: "Xin chúa hãy xơi tạm vài thứ dã vị này, còn mầm đá thần xin dâng sau." Rồi Trạng truyền dọn cơm với tương lên. Chúa đang đói nên ăn rất ngon miệng. Thấy chiếc lọ để hai chữ Đại Phong, chúa lấy làm lạ, bèn hỏi: "Mắm Đại Phong là mắm gì mà ngon thế?" "Bẩm, là tương ạ." "Vậy ngươi đề hai chữ Đại Phong nghĩa là sao?" "Bẩm, Đại Phong là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương ạ." Chúa bật cười: "Lâu nay ta không ăn, quên cả vị. Sao tương ngon thế?" "Bẩm chúa, lúc đói ăn cơm muối cũng ngon, no thì chẳng có gì vừa miệng đâu ạ." Các bạn nhỏ ơi, câu chuyện bạn Kiwi kể đến đây là hết rồi. Cha mẹ đừng quên đăng ký kênh YouTube Học mãi tiểu học để còn được lắng nghe những câu chuyện thú vị nha.